Trời ơi, là trời bé Lâm có gì không mày? Mỗi lần mà tán gái là bé Lâm y như gần đó là nó phá mình anh em ơi, cây quả trưởng luôn ấy. Có gì không? À, em vừa đi chơi nét thứ hai nhưng mà em làm được cái Free Fire luôn nè. Đu, thiệt mày? Thiệt mà anh hai. Quái nồi bé Lâm nó lụm mạng quăng nét anh em ơi. Em nghĩ là mấy người chơi chỗ của em ngồi anh hai rồi để ạc cái đó anh hai ơi. Khả năng cao là nhiều thanh niên mang ạc theo cũng như là đăng nhập vô trong PC để chơi PC anh em ơi. Và bố quên lại bé Lâm nó nhặt được anh em ơi. Nhưng mà em vô chưa? Chưa anh hai ơi. Quái nồi bé Lâm chưa vô anh em ơi, lỡ như là vô không được cái thôi dẹp nghỉ luôn ấy. Trời ơi là trời nó giàu quái nồi luôn anh em ơi. Anh hai siêu giàu luôn. Tôi với lại bé Lâm hồi nãy giờ là lay hoay cũng như là đăng nhập á nhưng mà không được anh em ơi. Sau cuối cùng á thì cái hàng này tôi mới biết là đăng nhập bằng Google anh em à. Cho nên là tụi mình cũng đã vô được rồi nha. Đây anh em thấy không? MB5 này level 7 nè anh em ơi, UMB level 4 thôi anh em ơi, cái này chưa được level 7 nha. M014 này level 7 này, MB40 cũng là level 7 luôn anh em ơi, SK cũng là level 7 luôn này. Thì cuối cùng chính là một cây AK còn xanh level 7 nha. Emotional damage. Em thấy lần này biết không? Trời biết chứ anh hai. Ngon quải chè đậu đũa luôn anh em ơi. Hello, là anh Sima đây anh em ơi. Hello mọi người, lại là mình làm cho mình đây. Cuối cùng là anh em tụi mình cũng đã vô được bên trong cái hàng này rồi nha anh em ơi. Cứ kiểu như là lay hoay đăng nhập nãy giờ anh em à. Nhưng mà cuối cùng là cũng biết là cái tài khoản này là vô bằng Google anh em ơi. Rồi bây giờ là xem nhân vật nha anh em ơi. Xem là có gì nha, có cái nịt gì không nha. À, Tatsuya này, Skiller này, Chiruno luôn nè anh em ơi. Từ từ bây giờ để tôi xem là có full nhân vật không nha anh em ơi. Đù, còn thiếu một cái nhân vật anh em ơi. Con này chính là con Cassie này. Đúng rồi đó anh hai, con đó làm trong sự kiện. Ok, 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10, 12, 14 này. Tổng hết luôn là có 14 con bé nha anh em ơi. Còn thiếu cũng khá là nhiều bé luôn ấy. Con Burin chính là con bé mà mạnh nhất luôn anh em à. Rồi, bây giờ là tôi cho anh em xem tiếp tục á. Chính là tủ đồ nha, xem là có gì nha anh em ơi. Đây chính là toàn bộ tủ đồ bên trong bàn này nha. 177 tóc này cũng như là mũ và đầu luôn nè anh em. Ui, à. Ui, cũng nhiều nha. Dầu kinh điển luôn ấy, ui, mũ kim long luôn nè anh em ơi. Thứ gì mà chịu cho nổi luôn này. Áo là tổng hết luôn có 380 nha anh em ơi. Ui, cả là mấy cái áo vàng mùa 4 mùa 5 nè anh em ơi. Cái áo mà rút Free Fire hay mang anh em à. Ok, đây tôi sẽ lướt cho anh em xem hết luôn nha anh em ơi. Ui, bé Lâm thấy thằng này giàu không Lâm? Giàu chứ anh hai, giàu hơn ạc em mấy lần luôn. Trời ơi, là trời ạc bé Lâm thì còn so sánh gì nữa anh em ơi. Cái thằng này giàu hơn ạc bé Lâm, tao nói là mấy chục lần luôn ấy. Ok, bây giờ là quần nha anh em ơi. Tổng hết luôn là có 212 cái quần nha. Quần thám hiểm với lại là quần hồng thiên là có đầy đủ luôn nha anh em ơi. Giày dép á là tổng hết luôn có 199 anh em à. À, xịn sò con bò đấy. Có cả là đôi giày siêu hacker chính là đôi giày tủ của tôi luôn ấy. Có cả đôi giày tủ của em luôn. Mắt kính với lại là mặt nạ cũng như là đầu là tổng hết luôn có 118 nha anh em ơi. Quỷ kiếm da so kiểu này. Mặt nạ của nam với lại là của nữ tổng hết luôn là có 33 nha. Đầu phun bộ là có 8 nè anh em ơi. Đây, trong số này nói chung là tôi thấy là bộ đầu khủng long Godzilla là ngầu nhất luôn anh em ơi. Hành động là tổng hết luôn có 59 nha. Tính ra là 59 cái hành động là cũng đủ để đi vô trong đảo kết nối tán gái rồi anh em ơi. À, hai cái hành động trong sân chờ này với lại là một cái hành động biến hình nha. Ui, hành động này ngầu vậy. Sưu tập nha anh em ơi. 71 cái dù lượng đầu tiên này cũng như là 72 cái ba lô anh em ơi. Ba lô gồng tình yêu có kiểu này. Đây chính là số ba lô bên trong bằng này anh em ơi. Hòm sát đó, tổng hết luôn là có 56 nha. À, được của lõ đây. Hàng này là có hai cái Skywin này. Cuối cùng chính là 76 cái văn lướt nha anh em ơi. Ván vịt vàng. Ui, cái ván vịt vàng này mang cái kính đen nhìn ngầu lòi vậy. Phương tiện nha anh em ơi. Thì đây chính là dàn siêu xe bên trong bàn này nha. Ok, thông tin nha anh em ơi, xem là có gì. Tổng hết luôn là có 253 cái avatar cũng như là 385 cái nền. Nói chung là nền cũng khá là nhiều đó anh em ơi. Bản vẽ với lại là đá chế tác cái kiểu này. Hòm súng luôn này. Rồi thì xương xương là tôi đã cho anh em xem xong là tủ đồ nam bên trong bàn này rồi nha. Bây giờ là tôi sẽ cho anh em xem tiếp tục á, chính là tủ đồ của nữ anh em ơi. Xem là có cái nịt gì bên trong bàn này không anh em à. Vô vô vô, từ nãy giờ anh em mà chưa có like á thì nhớ là lấy cái gót chân lên giọng vô trong cái nút like nha anh em ơi. Bây giờ chính là tủ đồ của nữ này. À, đầu nữ tiên chi lửa nè anh em ơi, khá chi là xịn luôn ấy. Quá ngầu luôn. Ê, tính ra là nhìn xương xương mình thấy là tủ đồ nữ là có đầu tư anh em ơi, chứ không phải là thuộc dạng là gà mờ đâu anh em ơi. Bé Lâm là thấy nhiều đầu nữ là xịn không? Cũng sẽ đến hai ơi, nhưng mà không xem mình tủ đồ nam. Ok, bây giờ là quần nha anh em ơi, để xem là quần có gì nha. Đây chính là toàn bộ số quần bên trong bàn này của nữ anh em ơi. Quần thám hiểm của nữ là có luôn này. Giày dép nha, đây số giày dép mình nhìn xương xương là cũng gọi là tạm ổn anh em ơi, thuộc dạng là ngon đấy. Ok, mắt kính với lại là mặt nạ cũng như là của nữ nha anh em ơi.
Đây, mặt nạ Nezuko cái kiểu luôn này. Mặt nạ của nữ với lại là của nam tổng hết luôn là có 33. À, đồ phun bộ thì tổng hết luôn là có 8 anh em mây. Thì nói chung là trong số này là tôi thích nhất là khủng long Godzilla anh em mây. Nhớ không nhầm là hình như bộ này là 7 đá và 3 băng vẽ ngày xưa anh em à. Ok, bây giờ vô kho súng. Rồi anh em ơi, tiếp tục là kho súng nha. Đây, trời ơi là trời sương sương là có 5 cây súng level 7 nè anh em ơi. Và một cây level 4. Tổng hết luôn là có 266 vũ khí nha anh em ơi. Đây, tôi sẽ cho anh em xem là những vũ khí mà còn lại trong cái hàng này nha. Đây, bom keo chảo có kiểu này. Còn đây chính là những vũ khí mà đã hết hạn ở trong cái hàng này anh em ơi. Nãy cũng khá chi là nhiều luôn này. Ok, sao một cái hàng khá chi là VIP. Thì tôi với lại là Bé Lâm là quyết định là sẽ tặng cho anh em cái hàng này ở bên kênh Bé Lâm Gaming. Và chiều nay nha anh em ơi, Bé Lâm đăng video là sẽ tặng cho anh em luôn. Cho nên anh em nhớ là đón xem cũng như là ở kênh Bé Lâm Gaming và comment ID game nha. Tụi mình sẽ chọn ra một bạn mà may mắn nhất này cũng như là kết bạn và cho hạt trực tiếp luôn nha anh em ơi. Vốn dĩ là cái hàng này tụi mình nhặt được nói chung là cũng không dùng đâu anh em mà. Mặc dù là có súng level 7 đấy, nhưng mà tụi mình đã có hạt tâm huyết rồi anh em ơi. Ok nha. Đây chính là một trận đấu đầu tiên của Bé Lâm ở trong cái hàng này anh em ơi. Và sau khi mà Bé Lâm nó bắn xong á, để xem là cái hàng này nó có bị liên kết không anh em ơi. Nếu như mà không có là tôi sẽ tặng cho anh em ở kênh Bé Lâm Gaming nha. Đây rồi, cố lên Lâm ơi, chốt kèo 5-0 chứ còn gì nữa. Nhân chơi kia mang theo kỹ năng của Antonio anh em ơi. Kỹ năng mà kiểu được một cái lá chắn thép ấy. Đây rồi. Nhân chơi hả? Full đỏ luôn. Dính cái nồi cơm điện lên tới cái nóc nhà luôn anh em ơi. Rồi 1-0 rồi nha. Anh em ơi, nếu như mà anh em xem tới đây mà chưa có like á, thì nhớ là giúp cho anh em tụi tôi một like để lên 1k like nha. Cảm ơn anh em nhiều nha. Phai lan vào trâu này. Ui, không trúng rồi. Phai lan vào heo nè. Đúng rồi, đúng không? Rồi xong chút cái nẹt luôn rồi. Này công lên ha. Hiện tại là phải làm ăn yếu rồi anh em ơi. Thanh niên kia chắc liễu lắm luôn rồi đấy. Nhảy xuống nè, hết sợ khi một lần nữa. Thứ gì mà chịu cho nổi. Rồi bây giờ là 2-0 rồi nha. Vô tình đó là tôi cho anh em xem cái hàng này á, tôi mới phát hiện ra một điều là cái hàng này có những cái món đồ mà hạt chính tôi là không có luôn anh em ơi. Chẳng hạn như là cái áo vàng 14 anh em à. Đúng rồi, đến hai nghĩa lạc này tạo từ ngày xa xưa rồi. Đúng rồi anh em ơi, từ thời mà Lambo Leon luôn rồi đấy. Trời ơi là trời, cái ganh vàng 14 là đến nay là nó cũng lâu lắm rồi anh em ơi, mấy năm trời luôn rồi đấy. Để rồi, cố lên Lâm ơi. À, chân chỉ trước mặt kìa. Dân chơi nè. Ui, chắc anh nghỉ liễu rồi đấy, bơm máu lại đi. Nè anh em ơi, phải bơm máu kỹ một xíu anh em à. Trong trận đấu này nếu như mà Bé Lâm nó chốt được kèo 5-0 á, tôi cho nó là 50k em cương luôn anh em ơi. Đây rồi. Sao mà đỏ được nè. Cố lên Lâm ơi, chơi này. Xin vĩnh biệt cậu. Ok anh em ơi, bây giờ tỷ số được nâng lên là 3-0 rồi. Dịu gì nổi. Bé Lâm, riêng cái trận đấu này em mà bắn được hết sọt á, anh cho em 500k. Ok luôn, hai nay nói rồi nha. Đây rồi anh em ơi, để tăng cho Bé Lâm thêm là 200% công lực luôn anh em à. Phai lan vào heo nữa này. Quái chè đậu đũa thật sự luôn. Bé Lâm nó ném lụ anh em công nhận là đúng dở luôn anh em à. Ok, đây rồi, bơm máu lên Lâm ơi. Trời ơi trời, công lên luôn hả mày. Khỏi bơm luôn anh hai ơi. Bé Lâm là mình thấy nó mang theo bộ đồ khủng long nhìn cồng kềnh với chữ anh em à. Sao mà đỏ được nè. Ê, mắc mà khuôn máu rồi kìa, bơm máu lên đi mày. Khỏi luôn hai chơi khuôn máu à. Đây rồi. Dân chơi hả, hết sọc nha. Dân chơi này là đang bơm máu anh em ơi. Nhưng mà Bé Lâm nó công qua bất ngờ á, ngấm của tỏi liền. Đây chính là một trận đấu cúng cùi anh em à. Và sau trận đấu này là Bé Lâm chốt kèo là 5-0 luôn nha. Đây rồi, cây UMP mà hiện tại Bé Lâm đang mang trên người á chính là cây UMP level 4 anh em ơi. Nói chung là này là còn thiếu mỗi cây UMP này là level 7 là đúng ngon luôn anh em ơi. À, đây rồi, chứ mặt cây Lâm ơi. Rồi anh hai ơi, căng quá à. Bơm máu lên đi mày, đừng để nóng nha. Bay à. Ui, Bé Lâm là bị mất hơn nửa cây máu anh em ơi. Ui, chơi khô máu gì công lên luôn kìa. Thanh niên này là cũng bị Bé Lâm bắn nhưng mà nó vẫn công lên luôn anh em à. Chứng tỏ là nó đang muốn là khát khao lấy một cái dáng vinh dự anh em ơi. Nhưng mà sao mà lấy được. Ui, quẩy nồi dính mù vậy. Từ từ bơm máu lại lên khô máu luôn anh em ơi. Chơi là phải chơi tới bến luôn. Rồi, em công lên chơi khô máu luôn nè. Rồi, ui, thanh niên đâu vậy. Này thì đúp nè. Một pha lên đầu này, từ từ lắm ơi. À, mình thấy là thanh niên này có vẻ là bắn kỹ dữ lắm luôn anh em. Đúng ơi. Đúng đến hai rồi, lương lẹo nè. Này thì lương lẹo ha. Ok anh em ơi, cuối cùng là Bé Lâm cũng đã chốt kèo win rồi nha. Thì tỷ số là 5-0 anh em à. Bây giờ thì chắc có lẽ là anh em tụi mình sẽ dừng video đây. Bye bye, bye.